Xin chào tất cả anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh Phạm Ông Stock Video ngày hôm nay chúng ta đi vào thị trường ngày 16 tháng 10 2023 Chúng ta thấy là ngày hôm nay khi mà thị trường chạm vào cái ngưỡng MA20 Bị đạp xuống rất là mạnh Khi mà phiên sáng có sắc xanh nhé Từ uh, tầm đến uh, xanh từ ATO cho đến uh, 9h30 Sau đấy là đạp một mạch từ đầu cho đến cuối phiên luôn. Và điển hình ngày hôm nay là khối ngoại bán cực kỳ rát anh chị ạ. Hôm nay uh, bán là 827 tỷ. Đó, những cái phiên trước thì cũng đâu đấy là phiên thì bán 700 tỷ này, phiên thì bán 600, phiên thì bán uh, 300, đấy quanh quanh 300 tỷ đấy. Uh, 373, 71 tỷ này. Hôm nay đỉnh điểm là 827 tỷ thì em thấy được là khối ngoại hiện tại họ đang không đồng thuận khi mà thị trường lên. Nếu khối ngoại mà không đồng thuận thì em đánh giá rằng là thị trường rất là khó lên. Khả năng cao sẽ phải có một cái nhịp tích lũy hoặc là nếu anh chị nhìn xa hơn thì đây sẽ là một nhịp tích lũy. Còn nếu nhìn ngắn hạn thì có thể nói nôm na nôm na là nó sẽ có thể sập sập thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó về vẫn về 1001 để hỗ trợ còn nếu mà nó cứ quanh nghìn mốt này lâu quá thì đến tầm thứ lần thứ ba ở nghìn mốt thôi là khả năng cao nó sẽ sập xuống đó thì chúng ta đưa ra cái kịch bản như vậy để anh chị nhà tư nắm rõ là thị trường hiện tại nó vẫn không thể nào mà dễ sơi như đợt vừa rồi đấy uptrend như đợt vừa rồi được thì khi mà chính sách của fed này chính sách của ngân hàng nhà nước đảo chiều một chút là hút tiến phiếu nhưng đến thời điểm hiện tại hút tiến phiếu như ở cái việc mà đô la họ đô la, la nhé thì nó vẫn đang neo ở một cái ngưỡng giá cao thực ra thì nó vẫn gọi là ở cái ngưỡng chấp nhận được tuy nhiên là để so từ đầu năm để so từ đầu năm nhé đến thời điểm hiện tại thì Ờ, chỉ số đồng tiền của chúng ta cũng mất giá khá khá thì khi mà mất giá như vậy các khối ngoại khi mà họ đầu tư vào Việt Nam anh chị để ý là đã không làm ăn được cái gì rồi doanh nghiệp đã không làm ăn được cái gì rồi mà họ lại còn bị lỗ về cái tỷ giá nữa thì em nghĩ là họ cũng sẽ phải rút thị trường Việt Nam rút khỏi thị trường Việt Nam một phần để họ sang những cái nước mà Ờ, nó đi theo cái chính sách của Fed làm sao để để giữ giá cái đồng tiền thì họ sẽ yên tâm hơn. Đến thời điểm hiện tại thì cái việc mà đồng tiền nội tệ của chúng ta tăng là cái chuyện bình thường đều hiển nhiên chúng ta phải chấp nhận đánh đổi khi mà bơm tiền rồi và đi ngược với chính sách của Fed rồi. Đó là là chúng ta phải mất giá cái đồng nội tệ thì uh, phải đối mặt với cái việc mà ngắn hạn là nhà đầu tư khối ngoại họ bán dòng đấy thì uh, em nghĩ là thị trường cũng sẽ dập dìu đi uh, sideways này thôi đấy còn xấu hơn thì nó sẽ thủng lại rồi lại quay về 1180 đó đó là cái kịch bản nó xấu hơn một chút là nó sẽ gãy về 1180 rồi lúc đấy nếu mà anh chị nhà đầu tư Ờ, lúc đấy có tiền thì chúng ta mới bắt được. Còn thời điểm hiện tại nhiều anh chị nhà tư đã đã có thể là lãi rồi sau cái nhịp vừa rồi. nhá, sau cái nhịp vừa rồi là nhiều anh chị lãi rồi đấy. Mà cũng trading T0 các thứ thì gần như là về giá vốn. Nếu anh chị nhà tư theo cái room của em thì cũng hiểu rồi, cũng biết rồi đúng không? Chúng ta trao đổi với nhau hàng ngày rồi. Thì bây giờ cách xử lý của thị trường thì sẽ như thế nào? thì chúng ta xem qua một chút cái biến động của thế giới đặc biệt là hôm nay Nicky này là giảm 2, bao nhiêu phần trăm đây đợi một chút nhé Nicky hôm nay giảm 2,03 phần trăm em xem luôn cái chỉ số nhé Nicky đây 2,03 phần trăm thì nó mở cái gáp giảm với chứng khoán châu Á này sang 2 giảm 0,46 Hang sen giảm 0,88. Có nữa, có bên Anh là nó vẫn tăng này. Thì chúng ta phải chỉ, chờ đợi cái chỉ số Dow Jones tối nay nếu nó có dấu hiệu hạ nhiệt và nó có dấu hiệu là có đà tăng quay trở lại thì mới yên ổn được. Chứ không thì em đánh giá là chứng Mỹ họ cũng đang hai phe mua bán cũng đang đánh nhau đấy. Bây giờ chỉ cần có một tin gì đấy nó kích vào thị trường là phe mua hoặc là phe bán nó sẽ chiến thắng áp đảo luôn. Đó. Nên là anh chị nhà tư cũng cẩn trọng đợt này tin tức nó cũng rất là uh, loạn lạc đấy, thật sự là như vậy. Thì chúng ta đầu tư thì cũng một vài các cái nhóm ngành chúng ta đầu tư được thôi. Chúng ta thấy dầu là đợt, đợt này đang có sự tăng trưởng à, không phải tăng trưởng về lợi nhuận ở chỉ một vài mã thôi Tuy nhiên là chúng ta thấy được sự tăng giá cổ phiếu của dòng dầu khí nhưng đừng vì thế mà chúng ta đu hoặc là đua bám vào bởi vì sao dòng dầu nó mang tính đầu cơ rất là cao Mặc dù năm, uh, những cái năm 2022 này Uh, d dầu khí ở thế giới nó vẫn neo ở mức cao nhưng ở thị trường Việt Nam là dầu khí nó cũng bị đạp xuống một cái mức khá là sâu đấy nên là anh chị nhà đầu tư cũng cẩn trọng vì dòng dầu ở Việt Nam nó đầu cơ rất cao đấy khi mà mua thì mua ở cái vùng tích lũy thôi chúng ta đợi hơi lâu một chút cũng được nhưng đến mà đến khi mà nó chạy rồi chạy mạnh rồi thì những cái nhịp chỉnh chúng ta đừng chờ đợi bởi vì nhịp chỉnh của dòng dầu đó chính là định đó Ở PVS này anh chị thấy cứ lần nào mà nhịp dòng dầu nó có sự điều chỉnh gần như anh chị nhà tư thấy cứ tưởng là nó 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 điều chỉnh để nó chờ đợi nhà đầu tư lên tàu rồi nó kéo đúng không nhưng thực ra là nó phân phối xong rồi nó nó đạp xuống đấy còn nó đi nền như này thì anh chị nhà đầu tư cũng nản lắm đúng không rất là nản thì anh chị nhà đầu tư lại bán ra thôi. Lúc đấy lại bán ra. Đấy mặc dù là năm 2022 cái dòng dầu khí không bị đạp mạnh. Đấy. Nên là chúng nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn có cái uh, mức lợi nhuận nếu mà bán mua ở cái vùng đỉnh cũ này thì bây giờ thì hiện tại vẫn về về bờ và lãi được rồi. Đó. Nhìn chung thì dòng dầu khí nó vẫn có cái sự tăng trưởng trong trong uh, giá cổ phiếu đấy. Uh, mặc dù nói đầu cơ thế thôi nhưng mà giá dầu neo cao thì cái kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn lớn thôi. Đấy. Còn bây giờ thì em cũng không khuyến nghị là anh chị nhà đầu tư đu mua đuổi dòng dầu khí nữa. Uh, còn uh, thời điểm hiện tại đi chúng ta xem lại cái thị trường thì em thấy được là bây giờ nó vẫn đang ở trong cái vùng nền giá. Tuy nhiên chúng ta phải phòng trước cái trường hợp mà nó gãy cái cái vùng hỗ trợ này bắt đầu nha anh chị nhà đầu tư để ý này nếu gãy cái hỗ trợ này anh chị phải cắt luôn cắt luôn cái nhịp hàng vừa rồi nếu anh chị có lãi rồi thì cắt đấy và để làm sao để chúng ta có tiền để nhịp tới xuống dưới cái vùng hỗ trợ chúng ta căn cái điểm để chúng ta tham gia và gom dần chứ không phải để chúng ta ao ra đó thì phải căn những cái điểm tích lũy nền chúng ta gom dần làm sao để khi mà thị trường nó có hồi phục trở lại thì tài khoản của chúng ta xanh luôn để uh, gọi là phục thù lại cái đà giảm điểm của thị trường đợt vừa rồi đấy để chúng ta lấy lại cái lợi nhuận chứ không thể nào mà anh chị nhà đầu tư cứ kỳ vọng là nó lên xuống cứ để nguyên cho nó được cứ nắm giữ lâu dài thì có khi lại không ăn được mà chúng ta lại nắm đúng cái cổ phiếu nó nó chen thì sao thì chúng ta liên tục phải cập nhật tin tức mới nhất và liên liên tục phải cập nhật những cái mã uh, và nhóm ngành nó được uh, nó thích hợp với thị trường thời điểm hiện tại nhé yeah. uh, đi vào một chút về dòng chứng khoán ngày hôm nay như SI đi thì em thấy SI ngày hôm nay đã gãy M20 với cái volume thanh khoản nó cũng gọi là so với những ngày hôm trước thì nó khá là to đấy nó vẫn có cái nhỉnh hơn so với ngày hôm trước này đấy gãy cái gãy cái cửa uh, 20 hỗ trợ uh, và chúng ta vẫn đang kỳ vọng cổ phiếu nó có sự hồi phục Tuy nhiên ngắn hạn thì em thấy và em đánh giá rằng cổ phiếu khả năng cao nó sẽ phải lại tích lũy và test lại cái vùng nền vùng đáy này một lần nữa nếu vùng nếu nhịp này mà vẫn tiếp tục được đỡ thì cổ phiếu sẽ lên khá là dài đây cứ cho là như này đi thì nhịp mà gần đây nếu mà ngày mai mà nó đỡ được luôn cái cây cây ngày hôm nay là nó đẹp còn không thì nó vẫn chúng ta phải chờ đợi đấy FTS thì sao FTS thì một phần thì em cũng thấy được là uh, Cái thanh khoản bây giờ thời điểm hiện tại nó khá là to và tạo lập họ cố ý làm cái thanh khoản lớn và trao tay hàng ngày để làm sao để họ giấu đi cái lực bán của họ và anh chị nhà đầu tư sẽ không thấy cái lực bán của họ đâu đâu và chúng ta liên tục thấy được cái lực mua của nhỏ lẻ bằng cách là chúng ta thấy mấy cái lệnh cứ 1.000, 2.000, 3.000, đấy nhưng mà ở nhà đầu tư lớn họ không bán chủ động nhiều mà họ là chơi dạng kê dạng kê lệnh à, và họ sẽ phân phối kiểu phân phối trần hoặc là phân phối Uh, giá kê okay đâu thực ra bây giờ nếu giá vốn của họ tầm 20 thì bây giờ lên 45 là họ có thể chốt lời dần rồi và tùy theo cái game của thị trường nếu thị trường mà giảm thì FTS sẽ không bao giờ và nó cũng không có cái vấn đề gì mà tại sao nó lại phải kéo mà còn trong khi nó có thể gom được với cái giá rẻ hơn nếu thị trường đạp mà đúng không thị trường kéo thì nó có thể nó sẽ kéo nhanh hơn nhưng thị trường đạp thì anh chị nghĩ làm sao mà lái các nhà đầu tư lớn họ lại bỏ lỡ phí cái cơ hội để gom lại cái lượng hàng rẻ của anh chị nhà đầu tư bán ra đúng không ạ có thể là dài hạn là dòng chứng khoán nó không nó vẫn còn kỳ vọng nhiều thì em sẽ chỉ, chỉ coi đây là một cái nhịp điều chỉnh với cái biên độ rộng đây gọi là một cái hộp đa vát đấy thì nếu chúng ta coi như vậy thì nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh thôi còn sập thì em đánh giá rất khó để sập bởi vì sao bây giờ game nâng hạng này game uh, KRX vẫn rất là nhiều uh, kí, vẫn rất là nhiều kỳ vọng trên thị trường và đặc biệt là dòng chứng khoán nên là chúng ta không thể nào mà bỏ lỡ cái game này được chẳng qua ấy là uh, các cái đội lớn họ muốn đánh lên rũ xuống để gom đủ cái lượng hàng trước khi vào một con sóng thần đấy anh chị nhà tư để ý nhé trước khi vào một con sóng thần thì nhà đầu tư lớn họ phải gom đủ hàng đã gom đến khi mà cạn kiệt thì thôi còn những cái cây volume này anh chị đừng bảo là là nhỏ lẻ hay như nào bán mà thực ra thì họ cũng quay cái thanh khoản nhà đầu tư lớn họ quay cái thanh khoản để giấu đi một phần là họ bán ngắn hạn để nhịp tới nếu mà có đạp giảm xuống đạp giảm sàn đi xuống dưới cái vùng 4x đi thì họ lại gom lại và họ chắc chắn là sẽ uh, quay cái thanh khoản để giấu cái uh, lực mua lực bán của họ đi anh chị nhé uh, họ có nhiều cách để giấu giấu thanh khoản lắm nên anh chị nhà đầu tư đừng cố nhìn vào cái thanh khoản thời điểm hiện tại nó chưa đúng đâu nó chưa đúng đấy nên là mọi người cũng chú ý một chút bsi thì sao bsi thì hôm nay vẫn lại lại nằm dưới mà 20 mươi rồi uh, hôm trước kéo chân tốt rồi tuy nhiên là ở bên ai thì hôm nay lại bị đạp xuống thì theo em thì chúng ta vẫn giữ cái vị thế quan sát chút đấy còn ai có lời rồi thì chốt chốt tạm nhớ. nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh tiếp theo thì chúng ta phải chờ đợi thôi uh, vnd thì sao vnd em thấy được là uh, thực ra cái trend của vnd nó vẫn đang hiện hữu ở đây nó đánh lên thì khả năng cao nó vẫn phải chạy theo trend này nó mới chắc được Đấy thì em đánh giá cao nếu mà có cái kịch bản này xảy ra thì chúng ta gom sẽ chắc hơn. Còn nếu mà nó lên hình chữ V thì em đánh giá không cao. Vì nếu mà nó lên hình chữ V thì kiểu gì cũng lên cái vùng đỉnh cũ rồi nó lại bị bán và bị sập xuống thôi. Nhá, thì chưa đừng kỳ vọng vào hình chữ V. Và nó hãy kỳ vọng vào cái hình chữ U nó đẹp hơn. Đấy, hình chữ U này. Đấy, lên kiểu này nó sẽ bền hơn chứ và tiếp theo là dòng bất động sản đi bất động sản thì em thấy PDR là có cái triển vọng ngành là đẹp nhất tốt nhất và về tài chính cũng ổn nhất Tuy nhiên hôm nay cũng đều bị đạp giảm giảm khá là sâu hôm nay uh, PDR bị giảm 4 phần 4,03 khi mà chạm đến cái ngưỡng kháng cự 26 này uh, hôm nay đạp cũng không phải là cái volume nó quá lớn Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được là nó về cái vùng đỉnh cũ này, cái việc mà bị đạp nó là chuyện bình thường, bởi vì sao? Nhà đầu tư lớn họ kẹt ở cái vùng cũ đỉnh cũ này thì họ chốt lời thôi. Còn những cái phiên tới nó kéo lên lại nó mới là khỏe. Chứ những cái phiên đã chốt lời này chúng ta có thể nhìn trước được tương lai rồi. Anh chị ạ. Nên là cái video cuối tuần vừa rồi em có báo với anh chị nhà đầu tư nên tham gia vào những cái mã cổ phiếu ở dòng bất động sản nhưng mà không phải là tham gia đu đuổi mà là chúng ta phải đợi cái điểm tiếp theo để chúng ta lên tàu bởi vì nó vượt đợt vừa rồi nó đã xác nhận là dòng tiền nó khỏe rồi thì chúng ta phải đợi nó đẹp đã thì chúng ta tham gia lên lên tàu cùng với nhà đầu tư lớn đấy thì nó có sự điều chỉnh một chút thì nó mới yên tâm được nhá anh chị nhà đầu tư cứ yên tâm đi Đấy, cổ phiếu này nó sẽ có dấu hiệu là hồi phục thôi theo theo đà thôi họ đích thì sao anh chị ờ, theo em đánh giá theo cá nhân của em thì thấy DIG bây giờ nó cần làm một cái nền nó tích lũy lâu hơn một chút nhá chứ chưa cần phải đánh lên đâu chưa cần thiết cứ đợi đi đến cuối tháng 10 hoặc giữa tháng 11 là sẽ có game của dòng bất động sản thì yên tâm hơn nhá. Sell cũng vậy này, sell bây giờ cần một cái nền. Chúng ta chỉ cần một cái nền của sell thôi ổn Đó Còn bây giờ nó chạm vào cái MA20 Nó bị đạp xuống như này thì uh, Kỳ vọng là nó sẽ Tích lũy Tầm một tuần hai tuần Rồi nó lại kéo lên Nó test tiếp Ngưỡng hỗ trợ Kháng cự nhá Còn bây giờ ngắn hạn thì chưa đâu Rất là khó Bây giờ mà vượt thì rất là khó đấy Đó Thì chúng ta phải chuẩn bị mọi Cái kịch bản Để chúng ta nắm giữ Hoặc là chúng ta bán như thế nào cho nó hợp lý nhất với cái tài khoản của mỗi người nhé ở đất xanh thì sao anh chị đất xanh thì cũng giống như DG thôi nó cũng cần thời gian để làm nền đó nó cũng cần thời gian thôi đất xanh này PR này và rồi một vài các mã như HV thì sao HV thì chạm lên cái đồng vùng đỉnh cũ kháng cự cũ rồi Tuy nhiên là là bị đạp xuống hôm nay bị đạp cây nến bao phủ này thì em thấy xấu hơn rồi sâu hơn thì khả năng lại về cái vùng tầm 10 16 này lại điều chỉnh thôi. Lại hấp thụ cái nhịp mới. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì nó theo một cái chen này. Mà bây giờ nhịp sập là nó nó chạy về tầm giá 16 là ổn. 16 anh chị bắt thì có khi lại ăn được con sóng lên 19 20. Đó. Thì cái video ngày hôm nay thì cũng nói ngắn như vậy để anh chị nhà đầu tư yên tâm và biết cách để chúng ta xử lý cái tài khoản ở uh, thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta đang hơi xấu một chút vì tỷ giá này vì chiến tranh thì thứ hai là cái ngày mà uh, tức là sau cuối, uh, cái nhịp cuối tuần là bị tin tức tiêu cực nó lấn áp thì nhà đầu tư uh, nhỏ lẻ họ bán uh, nhưng cũng khả năng cao là nếu tạo lập họ lấy, lấy cái cớ này họ đạp xuống để tích lũy lại một lần nữa thì cũng không có gì là là mới mẻ cả chúng ta có thể suy đoán được nhé thì chúng ta chuẩn bị mọi tình huống nếu mà gãy được cái vùng hỗ trợ này thứ nhất là 1.135 1.137 nếu mà họ gãy hỗ trợ đó thì chúng ta hạ một phần rồi sau đấy khi mà xuống dưới tầm 1.100 thì chúng ta xem xét là mạnh hay yếu hay khỏe hay như nào chúng ta có thể tham gia gom phần nhỏ để làm sao để khi mà vùng đáy trôi qua chúng ta đã giữ 50 cho đến 70% cổ phiếu ở nền đáy. Thì khi mà cổ phiếu nó chạy lên thì chúng ta giữ rất là bền. Nó tăng 50%, nó sập thì mình cũng không muốn bán. Nói thật là như vậy. Nó sập nó chỉnh có 10 20% thì mình lúc đấy mình lãi nhiều rồi, kệ cho nó để thoải mái. Đó. Rồi anh chị nhà tư nếu có câu hỏi gì thì cứ inbox trực tiếp cho em nhé Anh chị uh, uh, có cái nhu cầu uh, tư vấn hay là mở tài khoản thì cũng nhắn tin trực tiếp cho em cũng được không sao cả đừng ngại bất kỳ một cái gì cả em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị 2497 cảm ơn anh chị đã đón xem nếu anh chị thấy hay cho em xin một like một comment một đăng ký kênh nhé